Đây các bạn nhìn thẳng vào cái đèn chữ Y ở trên mặt đồng hồ nha. Đó, báo nè. 10 1 2 3 4 5. Rồi xong nó tắt, rồi bắt đầu nó báo một cái đèn dài nữa nè. Đó, cái đó gọi là 10. Bắt đầu điểm là 1 2 3 4 5. Chào các bạn quay lại với channel của mình là Gắt Nguyễn Channel đây. Và hôm nay mình quay trở lại với cái dòng xe tay ga mà xài cảm biến. Thì tại sao mà xe này là chiếc Novo NLX mà tại sao nó không phải là FI, nhưng mà tại sao ở trên cái đèn chữ Y ở trên đây nó báo lỗi? Thì mình xin nói với các bạn là ở trên cái bình xăng, chỗ cái họng ga của cái bình xăng Novo NLX hoặc là Exciter 135 thì nó có cái cảm biến TB, thì rồi mình có nói với các bạn rồi, cảm biến TB đó thì nằm ở chân chỗ hầm ga. Thì nãy chủ xe nói là chiếc xe này đã phục hồi bình xăng này kia rồi, thì mình đang tại vì cái đèn chữ Y trên đây nó báo lỗi nè, nó báo lỗi để mình đọc báo lỗi trước cho các bạn xem, rồi sau đó mình sẽ nói cho các bạn biết. Đây các bạn nhìn thẳng vào cái đèn chữ Y ở trên mặt đồng hồ nha. Đó, báo nè. 10 1 2 3 4 5. Rồi xong nó tắt, rồi bắt đầu nó báo một cái đèn dài nữa nè. Đó, cái đó gọi là 10. Bắt đầu điểm là 1 2 3 4 5. Rồi xong, vậy là cái xe này nó là đang bị lỗi cái cảm biến TB. Là cái cảm biến TB nằm chỗ cái họng ga rồi, mình có nói với các bạn rồi đó. Đó thì nó báo lên cái đèn chữ Y này. Thì để khắc phục cái hiện tượng cho nó hết báo lỗi này á, thì các bạn sẽ mở cái nháo bình sườn ra và mình kiểm tra chỗ bình xăng coi dắt cái cảm biến TB từ chân ở trên á, nó có bị lỏng hay không, hay là gắp sai hay không, hoặc là đứt dây chính giữa và cái cảm biến nó không thể nhận được tín hiệu nha các bạn. Thì do thời gian không có nhiều, cũng chiều rồi, nên mình đã sạc bình đỏ để cho chủ xe đi thôi, tháo cái ga để kiểm tra cái dây cảm biến TB ngay chân chỗ cái bình xăng lại nghe các bạn. Tại vì chủ xe nói là cái bình xăng này mới làm, là mình nghi ngờ là thứ nhất là thợ gắp sai cái cảm biến đó, cái thứ hai là bị đứt dây, hoặc là cái vấn đề gì chỗ cái cảm biến đó, lửa nó không có ra được, nó không bắt tín hiệu được, nên nó đã báo đổi lên cái đồng hồ. Đây cho các bạn xem lại. Đây 10 1 2 3 4 5 là lỗi 15 nha các bạn. Lỗi 15 là lỗi của TB ha, của búm ga ha. Rồi cho các bạn xem báo lỗi lại nha. Bây giờ mình bỏ cái báo lỗi này đi, mình xem lại nha. Đó, nó tắt rồi nè. Đó, đây một ngắn, ủa một dài đây. Rồi xong 1 2 3 4 5. Đó là một dài và 5 ngắn là lỗi 15 nha các bạn. Là lỗi cảm biến búm ga, cảm biến TB ha. Rồi thì hôm nay mình lên mình đọc lỗi cho các bạn xem gì thôi, thì các bạn tham khảo, có gì thì hãy bình luận bên dưới. Để các bạn xem kênh mình thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ nhiều người cùng biết. Tuy không phải dòng xe FI nhưng mà hãng gia cái dòng S135 nó vẫn có cái cảm biến chỗ búm ga nha các bạn, gọi là cảm biến TB. Rồi các bạn hãy xem lại clip mà phun xăng điện tử của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ một mẹo nhỏ cho các bạn về cái chớp kêu này ha. Bây giờ mình sẽ làm cho cục chớp này hết kêu ha. Rồi để xử lý cho cái chớp nhanh này cho nó hết kêu á, thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái cây nhọn như thế này. Cây nhọn thì cây nào cũng được nha các bạn. Một cây nhọn như thế này và một cây kéo nè các bạn. Một cây kéo. Rồi bây giờ mình sẽ khắc phục cái tiếng kêu đó nha. Chào các bạn quay lại với channel của mình là Gắt Nguyễn Channel đây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ cho các anh em mà mua các cái dòng xe phổ thông về mà cái chớp nhanh nó kêu, là người ta gọi là cái chớp kêu đó. Mà khi anh em mua xe về á thì bắt
khi đi qua lộ này kia bắt cái bắt nhanh á, cái nó kêu tét 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 này kia thì anh em bực bội, nhiều khi nhiều người dòm mình lắm. Nhưng mà anh em có thể ra tiệm phụ tùng này kia hoặc tiệm sửa xe có thể thay cục chớp nhanh không kêu. Nhưng bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khắc phục cái tiếng kêu đó, là hết kêu luôn, là anh em khỏi tốn tiền luôn ha. Mình chia sẻ cho anh em cái mẹo nhỏ này ha. Thì bây giờ có những chiếc xe mua, khi mua ở tiệm á thì thường thường người ta lắp cái cục chớp này nè, là chớp kêu. Là hiện tại cục chớp nhanh này là chớp kêu nha các bạn, để mình mở nhanh cho các bạn xem. Đó, các bạn nghe không? Đó, đây là chớp kêu. Bên nào bắt bên nào nó cũng kêu hết trơn, các bạn thấy không? Đó là khi cái chớp kêu này nè, là mình không thích xài, các bạn không thích nghe và các bạn chỉ muốn cho nó im lặng luôn. Là khi mình mở nhanh qua lộ này kia là không có tiếng kêu, nhưng nhanh vẫn chớp. Thì cho khỏi lưu bu làm phiền mọi người vậy đâu vậy mà. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ một mẹo nhỏ cho các bạn về cái chớp kêu này ha. Bây giờ mình sẽ làm cho cục chớp này hết kêu ha. Rồi để xử lý cho cái chớp nhanh này cho nó hết kêu á, thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái cây nhọn như thế này. Cây nhọn thì cây nào cũng được nha các bạn. Một cây nhọn như thế này và một cây kéo nè các bạn. Một cây kéo. Rồi bây giờ mình sẽ khắc phục cái tiếng kêu đó nha, cho nó hết kêu. Rồi làm như thế này thì các bạn dư được tiền uống được một hai ly cà phê. Chứ mua cục chớp nhanh mới mà ra thợ gắn cũng ba mấy ngàn rồi phải không các bạn? Đó các bạn, ở hai bên đó nó có cái chấu gài như thế này. Hai bên cái cục chớp nhanh ha, chớp nhanh nào cũng vậy chân, hai chấu gài như thế này, mình lấy cái nhọn á. Đè ép, đó là nó sẽ văng lên nha, là không có gãy nha các bạn. Thì bên trong cục chớp nhanh nó như thế này. Thì ở dưới cái đáy sâu á, cái hai cọng dây này á chính là cái cục kêu của chớp nhanh nha các bạn. Đó. Đây cái phần kêu là phần kêu cái cục này nè, là nó sẽ kêu. Đó, khi mình bắt nhanh là trong cái cục này nó sẽ kêu các bạn. Giờ để khắc phục á là mình sẽ cắt dây. Đó, mình sẽ cắt dây bỏ. Cắt hai dây hoặc cắt dây thôi là nó cũng tuyệt chủng rồi các bạn. Ở đây thì mình cắt hai dây luôn. Đó. Rồi cắt hai dây bỏ là còn như thế này. Đó, như vậy là mình lắp ráp vô bình thường. Ráp vô y gan như nãy. Rồi đè bóp vô. Đó. Bóp vô là nó vô mắp là nó cứng lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhanh cho các bạn xem ha. Mình gắp vào cái dấu trên dàn điện rồi mình sẽ mở nhanh cho các bạn xem. Cục này hiện tại cục này là cục chớp mới luôn nha. Tại cục nhanh của mình nó bị hư rồi nên mình lấy cục này mình lắp vào. Rồi mình sẽ lắp cái cục chớp này vào mình mở nhanh cho các bạn xem ha. Coi xem nó còn kêu nữa không ha. Đương nhiên là hết kêu rồi. Cắt cái cục kêu rồi làm sao mà kêu được nữa phải không? Rồi ghim vô. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhanh nha. Thì phá mở sẵn rồi, giờ mình sẽ mở nhanh. Đó các bạn thấy đèn nhanh chớp không? Đây, nhanh trước chớp. Mà nó không kêu nha. Đó. Rồi thử bên kia luôn. Đó, bên đây cũng cháy nha. Đó. Là vậy là chớp nhanh mình đã khắc phục được, là cho cái cục chớp nhanh của mình nó không còn kêu nữa. Là khi mình qua lộ này kia là nhiều người sẽ không để ý đến mình nha các bạn. Thì mình mở nhanh như thế là không có nghe được tiếng kêu này kia thì mình cũng không có bực bội này kia ha. Nhiều khi đi nhường đèn xanh đèn đỏ mà bắt nhanh kêu tít 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 hoài thì ai cũng dòm chân, dòm quê lắm. Không lẽ tắt đèn nhanh thì sao qua lộ phải không? Rồi cái này mình chia sẻ một phần nhỏ cho các bạn ha. Để khi mua những chiếc xe về thì lúc sản xuất, lúc lắp ráp thì lúc nào nó cũng gắn cục chớp kêu. Tùy xe ha, nhiều khi gắn cục chớp này không kêu, nhiều khi gắn cục chớp kêu. Thì anh em thì lại tại tiệm phụ tùng mua cục mới hoặc là tiệm sửa xe. Mua cái cục không kêu thì quá dễ, nhưng tốn chi phí nhầm cục khoảng 20-30 ngàn, ba mấy. Nhầm cục tốt 60 mấy, 70 ngàn. Còn nhật thì có thể 100 mấy, 200 mấy. Tùy loại thì nó tốn tiền quá. Thì để khắc phục tiếng kêu thì các bạn hãy làm giống như mình. Vậy là mình có thể tiết kiệm được một hai ly cà phê để ngồi đàm đạo cùng anh em ha các bạn. Rồi, vậy là mình đã khắc phục xong mất tiếng kêu ha các bạn. Rồi các bạn xem kênh mình thấy hay, like, subscribe và chia sẻ nhiều người cùng biết nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn.